Xin chào tất cả anh em làm thợ đam mê bẫy chim đêm. Thì hôm nay em lại tiếp tục làm một cái video giới thiệu về những cái sản phẩm bẫy chim đêm. Thì cái sản phẩm em đang bày trên này là cái bộ combo mà em đã từng giới thiệu cho anh em ấy, là bộ combo 2 triệu rưỡi. Thì hiện nay vào mùa rồi, giá cả em nhập thì nó cũng hạ, thì em cũng hạ giá xuống cho anh em. Đấy, cái bộ combo này là anh em ở đây có anh Ngô Văn Phòng ấy, ở ấp 4B xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Không biết anh được xem được cái video này của em không? Tại vì là tối qua anh có điện cho em là anh bảo đấu sẵn cho anh, thì hôm nay em đấu cho anh để em gửi cho anh đây. Đấy thì nhiều anh em bảo là thôi cứ đấu sẵn cho anh, về thì việc dùng thôi. Em đấu thì để cho anh em biết thôi, còn về thì chủ yếu là anh em vẫn phải câu thêm dây ra, anh em kéo dây dài dài loa ra chứ không để độc nghề được. Các anh em có nhu cầu là em vẫn cứ đấu cho anh em, phục vụ anh em hết mình luôn. Rất là nhiều anh em có vào bình luận hoặc là gọi điện đến nói là thế nọ thế kia. Sự em nói thật với các bác là trong cuộc sống này ấy, những cái gì tốt đẹp nhất mình dành cho nhau ấy thì dành được thì dành, còn không được dành được thì cũng thôi. Anh em mình cũng không phải nói lạng lờ trên mạng xã hội làm gì cả, bởi vì là cũng chả ảnh hưởng gì cuộc sống của nhau. Anh em nói thế nói nữa thì em cũng không ảnh hưởng gì cuộc sống của em cả, cho nên là rất là mong anh em là hòa thuận. Đấy, em là bên kinh doanh, em bán hàng. Anh em nào quý hay anh em nào gọi là đam mê thì xem ủng hộ em, có nhu cầu thì mua, còn không thì xem cho nó vui. Nhiều anh em vào cứ nói thế lọ nói thế kia, thật sự rất là khó. Thì đây hôm nay em sẽ vừa đấu vừa giới thiệu, bởi vì là kia anh khách anh nghe nhờ đấu con 263 này, con này có bluetooth. Nhiều khi anh em về anh em cái loại bluetooth này rất khó chịu nhá, lúc mới dùng thì hơi khó chịu, vì anh em bật bluetooth xong ấy, khi tắt đi để mở bằng thẻ nhớ thì nó rất là nhàng nhàng ấy. Anh em là phải quen cơ, cứ dùng một hai lần nó quen biết được. Cứ nhiều anh em về bảo loa không kêu, âm ly không kêu em ạ. Con âm ly này là hai cổng ra, mỗi cổng 300W này, một có điện dưới 220V và điện bình ắc quy. Đây bình ắc quy đây, hai cực cổng, một cặp chiếc kèn. Đây em báo giá công khai luôn cái bộ này nhá, của em nhá, bộ này của em là 2,4 triệu này. Đây anh có thể thấy này, của anh Ngô Văn Phòng đây, đây Ngô Văn Phòng này, đây Ngô Văn Phòng nhé, ấp 4B xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, tiền thu hộ 2,4 triệu bao ship. Đấy, đơn em gửi bên Viettel Post, gửi hàng anh em phía Bắc thì 3-4-5 hôm, anh em phía Nam thì 5-6-7 hôm, tùy vào khu vực anh em ở, tùy vào vị trí anh em có thuận tiện không, nhanh chậm thì cũng phải là do bên bưu điện. Em rất là mong anh em cứ alo phát là em phải gửi ngay được cho anh em để anh em chơi, bởi vì cái đồ này là đồ mà anh em về đánh rất là muốn, mong muốn là có hàng ngay chứ không ai muốn là chờ đâu. Em thì bản thân em vậy, em là người bán hàng thì em hiểu, mình đi mua đồ thì cũng thế rồi, rất là mong là mình đặt phát là phải có ngay. Đây con này là con 5W nhỉ, cặp chiếc kèn 5W. Đấy, em sẽ đấu dây điện vào. Thì video này em làm nó sẽ hơi dài một chút, thì anh em nào xem thì ủng hộ em lượt like và đăng ký, bởi vì là em làm video đôi khi hơi dài, anh em xem nó lâu, anh em bảo là mất thời gian chả muốn xem, thôi cứ làm thôi, phục vụ anh em là chính. Đấu đấu luôn như này xong thì gửi đi cho anh về anh chỉ được dùng thôi. Anh thích anh chế cháo thêm dây điện cho nó dài ra thì chế, còn không thì cứ thế là quất thôi. Ở việc làm cái này nó cũng đơn giản mà, nó có gì khó đâu. Cái này cứ cổng nào ra cổng đấy là được. Anh Tuấn ơi, bảo anh mang cầm em cái bình ắc quy vào đây phát. Mang đi rồi. Thế ai bảo ai thôi, lấy em cái bình ắc quy ấy. Đấy, ở dưới kho hả? Không, ở chắc quanh quanh đây tìm với em đấy, ở ngoài ấy. Đấy, anh em đấu cổng ra như này xong đấu luôn cho anh ý sang dây bên này, không đấu vào củ mình nữa. Bình thường em đấu mỗi em đấu một kiểu. Thế là các bác có nhìn được video không nhỉ? Em vừa lấy em quên không đẩy camera vào chưa, không không nhìn thấy. Đây để sang đây, đây em vừa mới lối một quả vào đây rồi, em lối thêm quả nữa. Mùa này không biết anh em đánh được nhiều chim chưa, dễ run chắc là cũng nhiều khu vực là cũng hết rồi,
Hôm nay em đi bẫy cò, vừa mới sáng nay em đi bẫy cò xong, thì bẫy cò xong bây giờ về làm video đây, thì cũng bẫy cò thì dễ ru, nó bay đầy đồng ấy, nó bay trước mặt mình luôn. Thế mẹ ạ, không quên không quay cái đoạn video mấy con dễ ru nó bay, nó bay cứ trước mặt mình nó bay vẫn còn. Anh em tầm này trận chuyển đánh chích dĩa với lại đánh đánh chích dĩa với đánh cúc biển các thứ rồi, nói chung là cũng cứ thay đổi mùa liên tục ấy mà. Đấy, dây trắng mà mày nói quá quên đấu luôn ở đây. Đấy, luôn vào đây. Đây cái này buộc luôn bên này. Cái kè này thì thoải mái, không lo, anh em mà đấu thế nào cực nào nó cũng kêu. Còn toa thì anh em cho đúng cổng anh em thôi, còn đồ con kè này thì cực nào cũng kêu. Rất tiện. Thì em cho tí băng dính này là ok. Đấy, như này. Xong ngày hai con này em lại cấu cấu sang con kia. Cái dàn 2,4 triệu này của em ấy thì nó bao gồm đầy đủ một con âm ly này, một con toa 10W, một con toa 15W hàng Indo, với hai con chiếc kèn, hai con mỗi con 5W, 4 ôm 5W, còn con toa thì là 8 ôm 10W và 8 ôm 15W, đầy đủ tất cả luôn. Một con âm ly, thẻ tiếng đầy đủ hết cho anh em, và anh em chỉ việc xài thôi, về cứ thế đánh. Nó kéo ra loa thì anh em không phải nghĩ luôn, riêng cái dàn này anh em kéo ra âm thanh chất lượng. Đây, con này đấu xuống đây. Đấu như này thì xong thì về là anh đóng cái kèn là xong, này, đóng cái kèn này vào. Này đóng kèn là được. Em thì em gửi đi thì em phải tháo ra thì nó cồng kềnh lắm, em đóng vào trong cái hộp. Anh em nào đã ủng hộ trong thời gian vừa qua, đã ủng hộ bên anh em thì em xin chân thành cảm ơn anh em nhé. Đồ này thì cung cấp đến cho anh em đánh mà được nhiều thì là chả mấy hòa vốn đâu. Hôm nữa em giống một bộ em đi đấy, một này hôm qua sáng nay ra đi bẫy cò, một em đang đi bẫy cò, suốt ngày đi bẫy cò. Ok. Rồi kèn xong rồi, kèn xong để anh đây xoáy nó con kèn này vào. Đây, hai con kèn này, là xong. Đấu như này xong thì đấu con này vào cho cái dây vào đây. Đây, anh em nào mà chưa biết đấu thì cũng tham khảo video của em nhé, nhiều anh em chưa biết đấu. Đấy, như này thôi là ok, kêu. Đấy, cho gắn dây vào. Đấy là đấu về kèn. Còn đây là toa, đây là con toa 10W đây. Toa 10W. Hàng có tem mác bảo hành luôn, có mã vạch cho anh em check mã vạch luôn. Đây, tờ hướng dẫn này. Cái này là hợp kim nhôm, vỏ nó là vỏ nhôm, hồi đồng cối đá luôn. Anh em tháo dây ra. Video này của em làm chắc phải tất mất tầm 15-20 phút đấy. Em nào mà theo dõi em thì rất là tuyệt vời. Còn anh em xem cần xem đoạn nào đấy anh em tua ở đoạn đấy, đôi khi trong những câu chuyện nó hơi thừa. Còn là con 15 cũng tờ sách hướng dẫn loa bằng nhôm, loa nhập loa Indo nhé. Đây, made in toa, made in Indonesia.
Đồ như này vào xong tí nữa gửi đi rất là khó, nhưng mà thôi không sao. Kéo đây này, buộc con này vào đây. Anh em nhớ là toa này thì anh em nhớ là đấu đi đúng cổng với em nhé. Dây đen là dây âm, dây trắng là dây dương. Ok. Đấy, nghe là xong, đầu tiên là xong rồi. Đây, anh em để thấy. Cổng nào ra cổng đấy là xong. Bắt đầu là anh em cắm điện vào thôi. Bình ắc quy thì đây, cái dây nguồn của nó anh em cắm cái dây cái chỗ 12V ở đằng sau, có chữ 12V này, anh em cắm vào. Cắm vào phát là nó báo đèn luôn. Báo đèn thì bây giờ anh em cắm bắt đầu. Rồi, cái USB đâu nhỉ? USB mình để đâu nhỉ? Và em một chút, em mà đây em vừa lấy kia. Đây, lấy cái USB ra đây. USB này anh em cắm vào. Đấy, cắm vào phát là phát tiếng luôn này. Đây anh em có thể nghe âm thanh. Đấy là tiếng rẽ run. Còn à, anh em chuyển sang tiếng bên em có tiếng kết hợp, nên em ghép tiếng cho anh em nhé. Anh em cần tiếng kép thì em ghép cho anh em. Đây. Đấy. Đấy là tiếng rẽ run và tiếng chích ré nhé. Âm thanh là phát ra đấy. Đấy, em chỉ cần đấu là anh em đi chơi được rồi. Rồi đấy là cái toàn bộ sản phẩm hôm nay em gửi đi. Đấy thì anh em nào có nhu cầu mua những sản phẩm lẻ em cũng bán lẻ luôn nhé. Mua cả em cũng bán cả chuẩn bộ như này. Bộ này 2 triệu tư, anh em báo giá công khai cho anh em luôn. Còn cái thời điểm này em báo ra là 2 triệu tư, và thời điểm hôm nay là ngày mùng 10 tháng 9. Anh em nào mà cập nhật giá vào thời điểm nào ấy thì anh em gọi điện đến cho em cho nó dễ. Bởi vì là giá nó sẽ lên xuống liên tục, nó không cố định giá. Anh em mà có nhu cầu được alo thì em xin phép là kết thúc video ở đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của em.